Xin chào các bạn, sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách vẽ đường thẳng trong Photoshop. Các bạn ấn Ctrl N tạo file mới này. Mình sẽ để một file ở kích thước Film and Video HD. Để vẽ đường thẳng ở trong Photoshop có rất nhiều cách. Đầu tiên các bạn phải tạo một layer, một cái lớp ảnh mới để chúng ta vẽ vào lớp ảnh đó. Mình sẽ không vẽ vào layer nền nhé. Các bạn kích vào dấu cộng ở dưới này, tạo layer mới. Vậy sau đó là các bạn phải đứng ở trên layer này. Đây là layer mới trong suốt. Chúng ta mà vẽ vào cái layer nền này thì cái nét đấy nó sẽ ăn vào layer nền. Chúng ta phải vẽ vào layer trong suốt để tách cái nét ra. Cách đầu tiên dễ nhất là các bạn dùng công cụ bút. Phím tắt là B. Đó, các bạn ấn chuột phải có thể tăng giảm kích cỡ bút ở đây. Độ cứng của bút các bạn để 100%. Để vẽ đường thẳng các bạn sẽ giữ kích chuột trái này, giữ shift kéo ra. Tuy nhiên ở đây cái này nó bị mờ bởi vì độ trong suốt của bút đang là 20%. Các bạn để độ trong suốt của bút vào 100%. Đấy, khi đấy giữ shift vẽ này, các bạn sẽ vẽ được các đường thẳng. Giữ phím shift để vẽ. Rồi, các bạn sẽ để ý mỗi lần mình vẽ, các bạn để ý mình đứng ở trên layer nào nó sẽ vẽ vào layer đấy. Cách thứ hai, các bạn dùng công cụ Line Tool để vẽ một đường thẳng. Line có nghĩa là đường thẳng mà. Phím tắt là U, các bạn ấn Shift U để nó nhảy qua lệnh Line Tool này. Sau khi chọn xong công cụ Line Tool, các bạn để ý lên thanh phương án chọn ở trên này. Các bạn nhớ là để ở chế độ Shape nhé. Shape là vẽ hình. Để fill là màu đen. Stroke là bo viền. Stroke các bạn không để có cái gạch chéo màu đỏ đấy, có nghĩa là không để stroke. Độ dày của nét các bạn sẽ dùng cái width này. Độ dày của nét đang là 1 pixel. Ở công cụ Line Tool này các bạn chỉ cần kéo một đường thẳng ra, nó sẽ sinh ra một layer mới. Đây là layer nét đây. Công cụ Line Tool này các bạn có thể click vào bánh xe ở đây. Mình có thể tạo được cho nó mũi tên. Mũi tên hai đầu này. Mũi tên một đầu này. Đó là hai cách cơ bản để vẽ đường thẳng ở trong Photoshop. Ngoài ra còn có một số cách nữa, nhưng mình nghĩ đến đây là đủ dùng rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở các clip sau. Chia sẻ kiến thức, đam mê, ý tưởng, cách diễn họa kiến trúc. Photoshop kiến trúc.